thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Tin mừng theo Thánh Luca. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, Lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe kính thưa cộng đoàn được biết và gặp gỡ thiên chúa trong từng giây phút và biến cố của cuộc sống là điều mà nhiều tâm hồn đang khao khát và thao thức họ mong muốn đợi chờ để được thấy được nghe và được chạm đến thực tại thần thiêng này nhưng nhiều khi họ không được thỏa mãn vì thiên chúa không mặc khải cho những ai có thái độ kiêu ngạo thánh luca cho chúng ta thấy nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe trái lại đức giê yêu, yêu thương và mặc khải mầu nhiệm thiên chúa cho những người đơn sơ bé nhỏ những người môn đệ của ngài qua bao thế hệ đã được phúc nghe thấy và chạm đến mầu nhiệm cứu độ để được biết và gặp gỡ thiên chúa trong cuộc đời người môn đệ đức giê cần phải sống đơn sơ và khiêm tốn biết mở lòng đón nhận hồng ân cứ độ của thiên chúa và quý trọng gìn giữ phát triển ơn cứ độ ấy trong chính cuộc sống của mình vì sự kiêu ngạo làm cho con người mù quáng không cảm nhận sự hiện diện và tình yêu của thiên chúa cũng như những hồng ân của ngài do vậy muốn đón nhận ân sủng của thiên chúa cũng như muốn hiểu biết về ngài hơn thì người tín hữu phải trở nên những kẻ bé mọn và ý thức mình còn yếu kém nghĩa là chúng ta cần khiêm tốn và mở lòng đón nhận chân lý từ lời chúa từ giáo lý và từ mọi lẽ khôn ngoan ở đời qua tin mừng hôm nay chúng ta nhận thấy các tông đồ là những người đã sống đã đồng hành với Đức Giêsu trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Các ngài được Đức Giêsu kêu gọi và ở cùng Đức Giêsu. Ngài dạy dỗ, huấn luyện và sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng. Nhưng các ngài vẫn sống trong hoài nghi và chưa mở lòng đón nhận chân lý cho đến khi Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết thưa cộng đoàn. Đức Giêsu vẫn đang mặc khải cho mỗi người chúng ta về Thiên Chúa và mầu nhiệm nước trời mỗi ngày qua tin mừng, qua giáo lý, qua những người chung quanh và mọi biến cố trong cuộc sống. Xin cho chúng ta biết nhận thấy mình hạnh phúc hơn các ngôn sứ, các vua chúa và những người khao khát được biết chúa để hết lòng học hỏi và tìm kiếm thiên chúa trong từng phút giây của cuộc sống xin cho người tín hữu luôn tín thác và cậy trông vào chúa để không thất vọng khi gặp những gian nan khó khăn và thử thách xin cho chúng ta biết chân thành tìm hiểu thiên chúa trong từng biến cố của cuộc đời và giới thiệu chúa cho tha nhân để chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng amen